Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 692 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 692 của Thần Y ở rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Đối mặt với sự bức hiếp của Phan Lâm, mấy người đều kinh hãi, đặc biệt là người bị Phan Lâm bóp cổ kia, toàn thân run rẩy, răng va vào nhau kịch liệt căng thẳng đến mức nói không nên lời. Thân phận của chúng ta, ngài không nên tìm hiểu. Vì đại nhân này, ta thừa nhận chúng ta đã chọc nhầm người. Ngài thả chúng tôi đi, chúng tôi coi như không có chuyện gì xảy ra. Được không? Lúc này, nữ tử bị cột tay đằng kia hít sâu một hơi, chấn định, khản giọng nói. Nhưng mà lời này vừa mới rơi xuống, thì đầu của người bị phan lâm bóp cổ kia lập tức rơi xuống đất. Cổ của hắn bị phan lâm cắt đứt. Người... Nữ tử cụt tay kia sắc mặt tái nhợt, mở to hai mắt, vô thức lùi về phía sau hai bước. Ta và Diệp Viêm là tử địch, hắn là người của các ngươi. Ngươi cho rằng ta sẽ thả cho các ngươi đi sao? Phan Lâm mặt không chút thay đổi nói. Cái gì? Nữ tử cụt tay kia chết lặng. Hơn nữa, người của các ngươi giết huynh đệ kết nghĩa của ta. Điều ta có thể hứa với các ngươi bây giờ, chính là nếu như các ngươi thành thật trả lời câu hỏi của ta, thì ta sẽ để cho các ngươi một con đường sống. Nếu như các ngươi không hợp tác, thì ta chỉ có thể khiến cho các ngươi giống như núi thi thể đằng kia, vĩnh viễn bị chôn vùi ở đây. Nghe đây, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Phan Lâm hơi nghiêng đầu nhìn, nơi sâu trong con ngươi thấp thoáng tia sát khí đáng sợ. Đám người không rét mà run, tung hoành lòng đất long mạch nhiều năm như vậy, cho dù gặp phải võ thần, bọn hắn cũng không mảy may sợ hãi nhưng hôm nay gặp người này bọn hắn lại thấy nơm nớp lo sợ những gì cần nói ta đã nói hết rồi nữ tử cụt tay nghiến răng nghiến lợi lập tức nói vương quyên người điên rồi sao dám phản bội thủ lĩnh sao không sợ thủ lĩnh xử tử sao người đồng hành bên cạnh lập tức gầm gừ thế nào các ngươi sợ bị thủ lĩnh xử tử mà không sợ bị vị đại nhân này giết sao dù sao thì cũng phải chết vì sao lại không tranh thủ một chút? Chẳng lẽ người nguyện ý chôn xác ở đây sao? Nữ tử cụt tay nói, đám người kinh ngạc lập tức không nói nên lời. Nữ tử cụt tay nghiêm túc nói, chúng ta là long tộc. Long tộc sao? Phan Lâm hơi sững sờ, mị mộng và những người bên cạnh cũng bối rối. Chỉ có đào thành phản ứng kịp thất thanh nói, chẳng lẽ các ngươi là long mạch thủ hộ giả trong truyền thuyết sao? Đúng, Nữ tử cụt tay gật đầu. Thế nào? Phan Lâm nhìn về phía Đào Thành. Đại nhân, ta từng đọc qua một số cổ thư của huyền thượng cao ốc. Nghe nói trước khi có Long Mạch, nơi này là thượng cổ đại mộ. Chính xác là thượng cổ Long Mộ. Nghe đồn nơi đây có dấu Long Thi. Long Thi sao? Hơi thở của Phan Lâm run lên. Nói nhảm, trên đời này làm sao mà có rồng được chứ? Cửu ngư ở bên cạnh cười toe toét, căn bản là không tin nhưng phan lâm thì lại nghĩ tới cái gì đó đột nhiên xoay người đi về phía trong thành mọi người tới đây đi phan lâm nghiêng đầu quát khẽ đám đông lập tức đi theo đi qua cổng thành đổ nát đầy máu tươi bước lên trên những con phố từng phồn hoa nay đã thành phế tích đào thành bị mộng và những người khác như bị thôi miên không biết qua bao lâu phan lâm dừng lại trước một cái hố lớn hắn nhìn đống đổ nát trong hố rồi giơ tay lên vẫy một cái tất cả những tàn tích trong hố nổ tung sau đó một cái móng vuốt của rồng khổng lồ sống động như thật xuất hiện đó là đám người mị mộng cầm kiếm nữ dừng sốt cái này có phải là long thi không phan lầm liếc nhìn nữ tử bị gãy tay kia trầm giọng hỏi nữ tử bị cụt tay kia nhìn chằm chằm vào long trào đáng sợ im lặng một lúc rồi gật đầu đây là long thi thật sao ngựa bích hồng cẩn thận bước tới sau đó đưa tay chạm vào long trào đáng sợ nhưng không có gì xảy ra hết ta cảm thấy đây chỉ là một pho tượng trong long mạch pho tượng như vậy thì có ở khắp nơi chỉ là kích thước lớn như vậy thì chắc là lần đầu tiên ta thấy trong long mạch này rồng chính là tín ngưỡng của mọi người là chân thần duy nhất ở đây mặc dù chưa ai từng nhìn thấy rồng thực sự nhưng những bức tượng và chân dung của rồng thì có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi kỳ thật ta cũng chưa từng nhìn thấy long thi thật nhưng theo lời trường đoàn của chúng ta nói những bức tượng về rồng nhìn thấy ở long mạch này thì đều là bộ phận của long thi hơn nữa những bộ phận này về cơ bản đều lộ ra ngoài là bởi vì chỉ khi bị lộ ra bên ngoài thì sức mạnh trong long thi mới có thể được giải phóng sau đó dần dần hình thành long mạch sở dĩ tốc độ tu luyện của người trong long mạch nhanh hơn người ở tịch diệt vực thậm chí là những khu vực khác cũng là bởi vì nơi đây con long thi được long thi nuôi dưỡng mới có thể nhanh chóng tu luyện như vậy nữ tử chậm rãi giải, giải thích phan lâm nhíu mày nhìn chăm chăm nữ tử hỏi ai là thủ lĩnh của các ngươi chúng ta là long mạch thủ hộ giả tiên phong quan Chúng ta chịu trách nhiệm bảo vệ Long Mạch trong kỳ nguyên này. Nữ tử cắn răng nói. Ta hiểu rồi. Vậy hang ổ hiện tại của các ngươi ở đâu? Phan Lâm hỏi lại. Hẻm núi vô xanh. Nữ tử cút tay liếc đám người mị mộng đào thành khàn giọng nói. Không phải bọn họ đã biết về hang ổ của chúng ta rồi sao? Chính là nơi chúng ta vô tình đi lạc có phải không? Mị mộng ngạc nhiên nói. Các người lạc ở chỗ nào? Phan Lâm nhìn mấy người. Lâm Đại Nhân, trong thời gian làm nhiệm vụ tại huyền thường cao ốc, ta có nghe được ở sâu trong hẻm núi có một lối ra vào bí mật dẫn đến tịch diệt vực. Sau khi chúng ta thoát khỏi Long Tâm Thành, huyền thường cao ốc đã chặn đường lối ra vào để truy đuổi chúng ta. Vì để sống sót, chúng ta đã mạo hiểm tìm đến lối ra vào bí mật đó, dự định rời khỏi Long Mạch. Đào Thành vội vàng giải thích. Thế ra là vậy, nhưng nơi đó không phải là lối ra bí mật gì cả. Nếu không, những thù hộ giả này đã không phát hiện ra chúng ta rồi. Phan Lâm lặng lẽ nhìn nữ tử. Nữ tử cụt tay kia cắn môi dưới, định nói. Nhưng người ở bên cạnh nhìn không được nữa. Vượng Quyên, đủ rồi. Người không được nói nữa. Nếu không, chúng ta đều sẽ chết, không có chỗ chôn Một nam nhân gầm lên. Nhưng vừa mới dứt lời, thì tà kiếm đã chém thẳng vào đầu của hắn sau đó kiếm lực hóa thành trăm luồng điện, trực tiếp bao phủ toàn thân hắn. Trước khi nam nhân kia kịp lan lên, cơ thể hắn đã biến thành trăm mảnh gục xuống chết đi. Những người còn lại thì ngồi phịch xuống đất, đứng cũng không dám đứng thẳng nữa. Vẫn là câu nói kia, nói thì ta sẽ tha cho con đường sống, không nói ta sẽ thành toàn cho các ngươi chết ngay lập tức. Phan Lâm nhàn nhạt, nhạt nói, đó không phải là lối ra vào nữ tử gãy tay tên phượng quyên gấp gáp đó thực tế là lối thông với đầu rồng đầu rồng sao? phan lâm hít một hơi thật sâu còn có còn có chính điện của long mạch thủ hộ giả cũng ở nơi đó phượng quyên run lẩy bẩy nói thật vậy sao phan lâm có chút đờ đẫn đột nhiên nghĩ đến một chuyện vô cùng đáng sợ từ đây đến hẻm núi vô danh bao xa phan lâm trầm giọng nói ít nhất cũng ngàn dặm Đào Thành ngẫm nghĩ, ngàn dặm sau, con người của Phan Lâm phóng to lên. Nói cách khác, Long Thi này ít nhất cũng phải dài ngàn dặm sau. Phan Lâm vẫn không thể phán đoán được lời nói của những người này có phải là thật sự hay không. Dù sao, hắn cũng không thể xuyên thùng tảng đá cứng đầu trên bề mặt Long trảo, nên cũng không thể thăm dò được tảng đá đó có phải là Long Thi thật hay không. Nếu như đây là sự thực, thì sẽ chấn động như thế nào long thi ngàn giảm sau. Đây có phải là một sinh vật thật sự tồn tại hay không? Phan Lâm hít một hơi thật sâu, thật khó để tiêu hóa những gì đã nghe được. Hắn cũng không muốn hỏi nhiều nữa, chỉ hỏi, các huynh đệ của ta bây giờ còn sống không? Huynh đệ sao? Nữ tử bị cột tay kia, sững sờ. Là những người bị các ngươi giữ lại trong hẻm núi trước đó. Mị mộng lập tức giải thích. Sắc mặt của nữ tử biến đổi một trận sau đó nhỏ giọng nói, ta, ta cũng không rõ lắm, có lẽ vẫn còn sống, hoặc có lẽ... Trói tất cả bọn hắn lại, Phan Lâm nhàn nhạt, nhạt nói, người muốn làm cái gì, không phải đã nói, chỉ cần ta trả lời câu hỏi của ngươi, người sẽ thả chúng ta đi sao, ngươi đặt lọng sao? Nữ tử vội la lên, yên tâm, ta sẽ không thất hứa, nhưng ta phải bảo đảm cho các huynh đệ của ta bình an vô sự. Bây giờ các ngươi dẫn ta đến hẻm núi, nếu như huynh đệ của ta còn sống, Ta đương nhiên sẽ dùng các ngươi để đổi lấy bọn họ, nhưng nếu như huynh đệ của ta xảy ra chuyện gì, thì các ngươi sẽ chôn cùng bọn họ." Phan Lâm lạnh như băng nói. Hô hấp của nữ tử kia chợt run lên, nhưng những người bên cạnh thì lại vui mừng khôn xiết. "Đại nhân, ngài muốn đến hẻm núi sao? Không vấn đề, hiện tại chúng ta sẽ dẫn ngài đi." Một người vội vàng nói. "Dẫn đường." Phan Lâm quát khẽ. "Được được, ngài đi với ta." Người đàn ông gật đầu lia lịa. Đào Thành sai người dùng dây thừng trói mấy người lại. Sau đó, bọn họ vội vàng dẫn đám người Văn Lâm trở lại hẻm núi thần bí. Người phụ nữ bị gãy tay, tuy chỉ có một tay nhưng cũng bị trói, chỉ cử động được hai chân. Lần này chúng ta không sống được rồi. Cô ta ủ rũ, khàn khàn nói. À, không sống được sao? Người sai rồi, không sống được là bọn hắn. Người bên cạnh cười khẩy. Ý của ngươi là gì? Thiền đường có lối, hắn không đi địa ngục không cửa thì lại càng muốn xông vào ta nói thật cho ngươi biết hôm nay là ngày đoàn trường trở về nếu như bọn họ vào hẻm núi có thể sẽ gặp vài đoàn trường ngươi nói xem bọn hắn có thể sống không người đàn ông nhau mắt mỉm cười những lời này vừa rơi xuống đất đôi mắt của nữ tử bỗng nhiên sáng lên thật sao đừng nói chuyện nữa đi nhanh đi mấy người lén lút nói chuyện phiếm sau đó vùi đầu đi phía trước dẫn đường Phan Lâm nuốt mấy viên đan dược, sau đó cắm kim châm vào người, nhắm mắt bước đi. Hắn phải tiêu hóa và làm chủ long lực trong cơ thể mình càng sớm càng tốt. Đám người cầm kiếm nữ phía sau, sắc mặt có chút tiểu tụy, trong mắt tràn đầy lo lắng. Nhưng vì đám người lang xa, bọn họ không thể rút lui. Dù sao, lang xa ở lại trong hẻm núi là để che chở cho bọn họ. Bây giờ lại sống chết chưa rõ. Chỉ là đám người mới đi được nửa ngày, Phan Lâm đột nhiên quát khẽ, dừng lại. Những người đang đi phía trước đều sừng sốt lần lượt quay đầu lại. Đại nhân có chuyện gì sao? Tạm dừng ở đây một chút. Phan Lâm nhắm mắt lại bình tĩnh nói. Sau đó ngồi khoanh chân bắt đầu nhập định. Mọi người nhìn không hiểu ra sao. Người này đột nhiên giác ngộ sao? Một người lẩm bẩm ngạc nhiên. Lúc này đột nhiên giác ngộ sao? Muốn làm cái gì? Kéo dài thời gian sao? Nếu như bỏ lỡ thời gian đoàn trường đến, vậy thì coi như hỏng bét. Mấy người thì thầm, trong mắt tràn ngập quỷ dị. Nhưng một giây sau, thân thể của Phan Lâm đột nhiên phóng ra thần quang ngũ sắc. Từ người hắn bộc phát ra một tia sáng xuyên qua đỉnh tầng nham thạch, sông thẳng tới chân trời. Tất cả long mạch thủ hộ giả đều kinh ngạc ngồi bệt xuống đất. Cái này, đây là... Long quang sao? Nữ tử bị cụt tay kia ngồi phịch xuống đất, run rẩy không kiểm soát được đám người đào thành cầm kiếm nữ lập tức đứng hộ pháp ở bên cạnh phan lâm không ngờ đại nhân lại đột phá ngay lúc này thật đáng mừng đào thành nhịn không được mà cười nói nhưng mà dị tượng đột phá này của lâm đại ca có chút kỳ quái mị mộng liếc nhìn phan lâm ánh mắt là lạ, lạ lời này vừa dứt tất cả mọi người đều gật đầu thần quang ngũ sắc phá thân mà bộc phát ra vậy khi khí mạch biến hóa thì còn thế nào nữa chứ Đào Thành ngạc nhiên nói. Các vị, các người nhìn những người kia. Lúc này, cửu ngư như phát hiện ra điều gì, vội thấp giọng nói. Mọi người đưa mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy đám thủ hộ giả đang nhìn Phan Lâm trầm chằm như hóa đá. Những người này sững sờ, hai mắt mở to, miệng đủ nhét được cả quả trứng gà, giống như là nhìn thấy ma vậy. Có lẽ bọn hắn đã biết gì đó. Cầm kiếm nữ mím môi lẩm bẩm Hẳn là như vậy. Thường làn Phúc dứt khoát nói: "Lực lượng sư phụ dùng giống với bọn hắn, bọn hắn nhất định biết sư phụ đột phá cái gì. Mọi người cẩn thận bảo vệ Lâm Đại Ca, không được để cho người này phá vỡ đột phá của Lâm Đại Ca." Cầm Kiếm Nữ nói, nhìn đám người kia chằm chằm, sợ những người này sẽ làm gì đó, nhưng thực tế là do cô ta đã quá lo lắng. Sau khi những người này định thần lại, bọn họ kinh ngạc lùi lại, hoàn toàn không có ý định tới phá hoại. Phan Lâm đột phá kéo dài cả canh giờ mới kết thúc, khoảnh khắc thần quang biến mất, mái tóc đen của Phan Lâm đã biến thành màu bạc trắng, và màu tóc của hắn lại trắng bạch tĩnh mịch, thậm chí còn kỳ lạ hơn màu tóc của những người này. Hắn từ từ mở mắt và đứng dậy. Một cỗ long khí vô hình quấn quanh người như một con thương long nhỏ nhắn xinh xắn. Sức mạnh này kỳ diệu đến vậy sao? Phan Lâm khàn khàn nói, sau đó thì đưa lòng bàn tay ra. Ba cỗ lực lượng bí ẩn cuộn xoáy trong lòng bàn tay hắn. Một màu trắng, một màu xanh và một màu đỏ rực. Đây là sức mạnh mà Phan Lâm hiện đang nắm giữ. Trong cơ thể hắn sở hữu không chỉ có long lực và phi thăng chi lực. Hắn còn phải sở hữu hai loại lực lượng khác. Nữ tử run lên. Người này là thiên tài. Một tuyệt đình thiên tài. Chúng ta chúng ta có còn nên dẫn hắn đến đoàn trường không? Nam nhân bên cạnh run run hỏi. Phải dẫn, chỉ có đoàn trường mới có thể giết hắn. Người kia giữ tợt nói. Dẫn đường, Phan Lâm bóp tát sức lực trong tay, hờ hững nhìn mấy người kia. Vâng, thưa đại nhân, xin mời ngài đi lối này. Nam nhân nở một nụ cười, sau đó quay lại tiếp tục tiến lên. Mấy người vội vàng bước đi, không ngừng bước, vội suýt chút nữa thì bắt đầu chạy rồi đám người đào thành mị mộng theo sát phía sau cứ đi như vậy khoảng một ngày cuối cùng thì cả nhóm cũng đến lối vào của nhất tuyến thiên đại nhân xuyên qua nhất tuyến thiên này là có thể tiến vào đầu rồng rồi nữ tử mím môi dưới nói vào đi thôi mị mộng nói đang định đặt chân lại bị phan lâm ngăn lại đợi chút lâm đại ca mị mộng hơi sững sờ chúng ta không biết gì đang diễn ra bên trong đừng tùy tiện bước vào Phan Lâm nhàn nhạt, nhạt nói, sau đó nhìn về phía nữ tử trực tiếp nói: "Vào gọi bọn chúng ra đi. Ta sao? Đúng, nhớ kỹ. Ta muốn gặp nghĩa huynh của ta." Phan Lâm trầm giọng đáp: "Vâng vâng, đại nhân. Chờ một chút." Nữ tử gãy tay kia, gật đầu, lập tức chạy vào bên trong. Mọi người lo lắng chờ đợi ở bên ngoài. Rồng rã cả tiếng đồng hồ sau, nữ tử bị cụt tay kia vẫn không thấy ra ngoài. Sư phụ, sao chúng ta không đi vào bên trong? thương làn phúc có chút không kiên nhẫn không khỏi hỏi đây là nơi người không quen thuộc hơn nữa còn là lãnh địa của người khác chúng ta không biết cái gì hết nếu như tùy tiện xông vào rơi vào bẫy thì sao đây đào thành khẽ mỉm cười vậy thì không bằng ở ngoài đợi nếu như có việc gì khẩn cấp thì chúng ta cũng có đường lui thì ra là thế thương làn phúc hai mắt sáng lên gật đầu lia lịa sư phụ nghĩ chu đáo nhưng phan lâm không có tâm tư để nói chuyện với thương làn phúc Hắn nhìn chằm chằm vào hẻm núi, chờ đợi hình bóng của đám người lang xa. Điều hắn quan tâm nhất bây giờ là sự an toàn của đám người lang xa. Chỉ cần lang xa vào huyền thông bình an vô sự, những cái khác hắn không quan tâm. Đám thủ hộ giả cũng đang nhìn chằm chằm vào hẻm núi, như thể bọn hắn cũng đang chờ đợi gì đó. Không biết lại qua bao lâu, tiếng bước chân nhỏ dần từ bên trong truyền đến, mơ hồ như có thể nhìn thấy một vài bóng người đang tiến về phía bên này có người tới có người tới những thủ hộ giả là người đầu tiên phát hiện ra bóng dáng xuất hiện kích động mà hét lên những người ở đây cũng vội vã nhìn về phía hẻm núi đã thấy nữ tử bị cụt tay kia chạy ra ngoài trước phan lâm lập tức nhìn về phía cô ta nhưng nữ tử trông có vẻ không được tự nhiên vết thương trên cánh tay bị gãy đã được điều trị cánh tay mới đang phát triển và tay còn lại của cô ta thì lại đang cầm một thanh kiếm. Có vẻ như sẵn sàng chiến đấu. Thấy vậy, Phan Lâm cảm giác được tình thế không ổn lập tức hét lớn. Các người lui lại. Cái gì? Đám người bị mộng đào thành có chút hoang mang, nhưng chỉ thấy bảy tám bóng người từ phía sau nữ tử bước ra. Mà khi những người này bước ra thì cầm kiếm nữ không khỏi kêu lên một tiếng khốn nạn ngự bích hồng càng là gầm gừ dữ hơn những người còn lại thì đều hai mắt đỏ bừng hốc mắt muốn nứt ra chỉ thấy mấy cái đầu lâu treo trên thắt lưng của những người vừa bước ra những cái đầu đó thuộc về đám người huyền thông hai mắt của phan lâm đỏ hoe sát khí vô tận từ trong người phun ra nhưng rất nhanh ánh mắt của hắn đã bị một bóng người trần trụi đi theo phía sau hấp dẫn người đó chính là lang Sa. Lúc này, tay chân lang ra đều bị xiềng xích, cổ đeo một chiếc vòng sắt nặng trịch. Một nam nhân mái tóc trắng choàng một cái áo bào trắng kéo sợi xích sắt dài. Giờ phút này, lang ra đã không còn bao nhiêu khí lực. Hai mắt vô thần, suy sụp bơ phờ, đi được mấy bước liền lào đảo dãy rụa. Cút ra đây cho ta, đồ cầu vật, có tin lão tử lột da của ngươi không? Nam nhân chửi một tiếng, rồi lắc nhẹ sợi xích sắt, một lượng lớn khí kình trực tiếp tác dụng lên lang xa, dọc theo xích sắt. Lang xa rú lên một tiếng đau đớn, thân thể run lên. Thấy vậy, Phan Lâm rút tà kiếm ra, chém về phía một thủ hộ giả bên cạnh. Người đó liền bị Phan Lâm chém làm đôi. Các cơ quan nội tạng đẫm máu nằm dài rác khắp mặt đất. Cái gì? Đám người vừa bước ra khỏi hẻm núi đều chấn kinh. Tiểu tử, ngươi đang làm cái gì vậy? Nam nhân cầm đầu gầm lên giận dữ nếu như các người dám hành hạ đại ca của ta ta sẽ băm nát toàn bộ các ngươi phan lâm lạnh lùng nói con ngươi đáng sợ như biển máu đây là đại ca của ngươi sao nam nhân không chút nào sợ hãi ngược lại khinh thường cười nói phải không đại ca của ngươi là cầu vật sao <laughs> thật buồn cười tiếng cười lúc này đã vang rồi cả một góc trời các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 692 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở rể tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh chuyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ chuyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.